Kính thưa quý thầy cô, chủ tịch đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Em có 10 phút để trao đổi cái nội dung liên quan đến các cái giải pháp điều trị CBD Việt Nam. Và với cái toàn cảnh như vậy thì thực sự là khó khăn trong 10 phút để có thể trình bày được. Bài trình bày của em thì gồm có những cái phần sau đây. Thứ nhất là trong cái khuyến cáo mới nhất của GO năm 2021 ý, thì vẫn nhấn mạnh rằng cho đến hiện tại thì chưa có phác đồ nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh nhân CBD. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà các cái biện pháp, các cái phương pháp điều trị cho đến nay ấy, là sẽ giúp cho bệnh nhân CBD có một cuộc sống gần như người bình thường hoặc là như người bình thường với cái tuổi thọ như người bình thường, và người ta sẽ mất vì các cái bệnh lý khác chứ không phải là bệnh lý CBD. Phần mục tiêu điều trị thì thầy Châu cũng đã đề cập rất là kỹ rồi. Thế tuy nhiên có hai cái điểm ở đây cần phải lưu ý, đó là chúng ta làm thế nào để mà cải thiện triệu chứng cho bệnh nhân CBD cũng như là giảm các cái nguy cơ tương lai. Về các cái chế độ điều trị thuốc ban đầu thì khuyến cáo GOLD 2021 cũng đưa ra cũng tương tự như 2020, đó là chúng ta cần phải phân tầng, cần phải chia nhóm, phân nhóm thành A, B, C, D. Sau đó thì cái lựa chọn khởi đầu tùy theo phân nhóm, và chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cũng như là đến các cái lần khám tiếp theo để có cái tiếp cận cá thể hóa trong điều trị, xem rằng là sau 1 tháng, sau 3 tháng thì cái triệu chứng nào còn, triệu chứng nào mất, triệu chứng nào xuất hiện mới, và trên cơ sở đó thì chúng ta có thể cá thể hóa điều trị dựa trên cái mức độ khó thở, dựa trên cái đợt cấp của bệnh nhân. Thế vậy thì quay trở lại làm thế nào để có cái nhìn toàn cảnh, thì chúng ta sẽ xem là thực trạng quản lý CBD tại Việt Nam như thế nào. Thì Việt Nam cũng như rất nhiều nước trên thế giới, chúng ta cũng phải gặp phải đó là tỷ lệ chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính quá mức hoặc dưới mức khá là phổ biến. Ở đây thì trong các nghiên cứu thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà chẩn đoán dưới mức có thể từ 10 thậm chí đến 95% các trường hợp tùy theo các cái quốc gia, khu vực, hoặc là chẩn đoán quá mức nếu như chúng ta thấy rằng những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, có tiếp xúc yếu tố nguy cơ mà chúng ta chẩn đoán hết là CBD thì coi chừng chúng ta sẽ nhầm với rất nhiều bệnh khác nhau, trong đó có hen, trong đó có lao phổi, trong đó có giãn phế quản và rất nhiều bệnh khác. Khó khăn của tuyến y tế cơ sở thì rất nhiều. Thì các thầy cô biết rằng là chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Thiếu nhân lực làm công tác chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và thường phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc khác nhau. Thứ hai nữa là kiến thức thì thường là chưa được cập nhật một cách đầy đủ, thiếu máy móc các cái phương tiện chẩn đoán, đặc biệt là máy đo hô hấp ký rồi các cái filter lọc khuẩn, và thiếu thuốc, đặc biệt là các cái thuốc dạng phun hít, dạng khí dung. Thế thì nó giống như là cái trận đấu bóng giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, và chúng ta thấy rằng là cầu thủ Nguyễn Quang Hải chúng ta bị kiềm tỏa trong một vòng vây với thiếu nhân lực, thiếu máy móc, thiếu thuốc và thiếu kiến thức như vậy. Và với cái đặc điểm của bệnh nhân CBD Việt Nam thì trong nghiên cứu EPIC năm 2015 ấy, thì có thể cô biết rằng là cái tần suất ước tính xấp xỉ khoảng độ 10%, và phần lớn là có các triệu chứng khó thở với MMLC là 2,5. Mức độ tắc nghẽn thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cũng rất là ở giai đoạn phát hiện, thường là giai đoạn muộn. Và gần 50% bệnh nhân thì có nhiều đợt cấp, tức là có ít nhất là 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng vừa qua. Và đối với bệnh nhân CBD thì thông thường người ta sẽ có cái xu hướng là tự giới hạn các hoạt động thể lực để thích nghi với tình trạng khó thở. Và bệnh nhân Việt Nam của chúng ta cũng tương tự như vậy. Ở trong đây thì các thầy cô cũng để ý rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải tự giới hạn các hoạt động thể lực hoặc là thậm chí phải nghỉ làm chiếm cái tỷ lệ rất là cao, thậm chí xấp xỉ 80%. Vậy thì có cái giải pháp nào để nâng cao cái hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân CBD ở Việt Nam? Thì với nỗ lực của các thầy cô trong ban lãnh đạo hội, các thầy cô đứng đầu các chuyên ngành cũng như là sự ủng hộ giúp đỡ của Bộ Y tế, thì chúng ta đã có cái chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm, và trong đó có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Các thầy cô cũng đã trình Bộ Y tế và ban hành cái khuyến cáo chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính năm 2018, và đây là những cơ sở hết sức quan trọng để là cái kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động của chuyên ngành trong những năm tiếp theo. Thế tuy nhiên rằng là có một cái thực trạng, đó là bệnh nhân của chúng ta nhập viện vì đợt cấp, vào viện điều trị vì đợt cấp. Nhưng sau đó thì khi mà ra viện thì không được quản lý và điều trị đúng, hoặc là gì ạ? Đến từ rất nhiều yếu tố, trong đó có thiếu thuốc, trong đó có kiến thức chưa được cập nhật và những khó khăn trong chẩn đoán.
Và cuối cùng là bệnh nhân tiếp tục phơi nhiễm các yếu tố nguy cơ, vẫn tiếp tục hút thuốc lá và không biết rằng là bệnh sẽ tiến triển nặng dần theo thời gian, hoặc là bỏ các thuốc điều trị đang có mà đi tìm các cái thuốc thực phẩm chức năng, hoặc là các cái biện pháp ví dụ châm cứu rồi thuốc nam thuốc bắc vân vân. Thì tất cả những cái điều đó nó sẽ khiến cho bệnh nhân sẽ có đợt cấp tiếp theo nặng lên phải lập viện, và cuối cùng cái vòng xoắn đó nó sẽ rất nhanh chóng đưa bệnh nhân đến tàn phế và tử vong. Và nếu như chúng ta không có những giải pháp về chẩn đoán sớm, về quản lý và điều trị lồng ghép, thì chúng ta sẽ đối mặt với cái tăng gánh nặng chi phí trong điều trị trực tiếp và gián tiếp cho bệnh nhân, gia đình và xã hội, tăng các cái gánh nặng khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế và làm giảm cái chất lượng dân số, bởi vì những trường hợp bệnh nhân suy đi sẽ đến tàn phế và tử vong rất là sớm. Các cái giải pháp quản lý COPD giai đoạn ổn định theo khuyến cáo của GOLD 2021 ấy, thì chúng ta cũng hết sức là lưu ý, đó là cần phải chẩn đoán phát hiện sớm cũng như là điều trị sớm cho bệnh nhân COPD. Vai trò của các biomarker thì Châu đã đề cập rất là kỹ lưỡng rồi, và các cái biện pháp điều trị và quan trọng đó là gì ạ? Các cái thuốc giãn phế quản trong điều trị COPD. Khác với hen thì thuốc giãn phế quản trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là trọng tâm trong điều trị, và có 9 cái điểm hết sức lưu ý ở đây. Đó là gì ạ? Thứ nhất, nhấn mạnh cái vai trò rất quan trọng của thuốc giãn phế quản trong điều trị. Thứ hai nữa là việc chúng ta sử dụng các thuốc cắt cơn tác dụng ngắn, Saba Sama trong thực hành lâm sàng để cắt cơn giảm triệu chứng cho bệnh nhân, đặc biệt là trong giai đoạn cấp. Và cũng nhấn mạnh cái vai trò của Lama là một cái thuốc giãn phế quản kháng cholinergic tác dụng kéo dài. Nó có hiệu quả giảm đợt cấp tốt hơn so với lại cái Laba, là một thuốc giãn phế quản các độ kéo dài, nhưng mà đó là thuốc nhóm cường beta 2. Và cái điểm thứ năm nữa đó là cái dạng kết hợp Labalama, nó sẽ giúp cải thiện chức năng phổi qua FEV1, cải thiện triệu chứng và giảm đợt cấp so với lại từng các cái thành phần đơn trị liệu. Khuyến cáo thứ sáu ở đây nhấn mạnh cái vai trò rất khiêm tốn của theophylline của nhóm xanthin nói chung trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó là gì ạ? Tác dụng giãn phế quản yếu ở giai đoạn ổn định và cải thiện triệu chứng thường là ít. Và tại sao cũng phải nhấn mạnh với các đồng nghiệp về hiện nay thì tại các tuyến cơ sở, đặc biệt là các tuyến cơ sở thì vẫn sử dụng phổ biến cái theophylline trong điều trị cho bệnh nhân của chúng ta. Và đây là cái điều mà cũng rất mong muốn các thầy cô và các đồng nghiệp chúng ta lưu ý, để chúng ta có thể cho bệnh nhân cái cơ hội tiếp cận với cái phác đồ điều trị tiên tiến chuẩn mực trên thế giới. Các cái thuốc điều trị thì ở Việt Nam hiện tại là hầu hết đã có, nhưng chỉ còn một cái dạng duy nhất, tức là liệu pháp bộ ba triple therapy là chưa sẵn có ở Việt Nam, tức là trong cùng một cái dụng cụ hít. Vậy thì nếu như liệu pháp bộ ba thì chúng ta sẽ áp dụng như thế nào? Chúng ta sẽ phải kết hợp giữa một cái Isenlaba, chúng ta đã có budesonide formoterol, chúng ta có fluticasone salmeterol. Chúng ta sẽ kết hợp với một Lama. Lama ở đây thì chúng ta trên thị trường chúng ta đã có cái tiotropium rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thêm một cái giải pháp nào cho Lama nữa hay không? Thế thì nếu như chúng ta thấy rằng là chúng ta với bệnh nhân mà có quá nhiều thuốc điều trị, nó sẽ tăng cái chi phí điều trị. Thứ hai nữa là quá nhiều các dụng cụ phun hít, nó sẽ làm cho bệnh nhân nhầm lẫn giữa các bước khác nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng nếu như có thêm được một cái hoạt chất khác của cái thành phần Lama, nó sẽ giúp cho bệnh nhân có thêm các cơ hội lựa chọn điều trị. Cái nghiên cứu này thì các thầy cô biết rằng là người ta so sánh giữa cái việc mà sử dụng Isenlaba kết hợp với một Lama, một là tiotropium là các thầy cô đã quen thuộc trên lâm sàng rồi, liệu rằng là kết hợp với glycopyrrolidum là một cái Lama khác thì nó có so với placebo thì hiệu quả như thế nào. Và kết quả nghiên cứu thì chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ? Cái nhóm mà kết hợp với glycopyrrolidum cũng như tiotropium thì rõ ràng là cải thiện cái chức năng phổi thông qua cái chỉ số FEV1 đáy đấy, thì đạt cái hiệu quả tuần thứ 4, tuần thứ 8 và tuần thứ 12. Và GOLD cũng nhấn mạnh rất mạnh cái vai trò của dùng các thuốc giãn phế quản đường phun hít. Và nếu như chúng ta dùng điều trị cho bệnh nhân hô hấp nói chung đường phun hít thì nó sẽ đạt được hiệu quả tối đa và tránh các cái tác dụng không mong muốn vì liên quan đến liều điều trị cũng như là các cái đường dùng. Tuy nhiên ở Việt Nam thì trong nghiên cứu này chúng ta thấy là khác, đảo ngược với Singapore. Singapore ở đây chúng ta thấy rằng là gì ạ? Trên 80% là người ta dùng phun hít và khí dung, nhưng ở Việt Nam là trên 80% chúng ta dùng dạng đường uống, và cái điều này là hết sức là không hợp lý. Và hiệu quả cũng như an toàn của cái dạng phối hợp Labalama mà so với Isenlaba cũng như là so với cái Lama thì đã được chứng minh qua các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và phân tích gộp tổng quan hệ thống.
thì đều cho thấy rằng là cái phác đồ La Ba La Ma nó hiệu quả tốt hơn cũng như là an toàn hơn so với lại ICS La Ba. Bảng này đã tổng hợp cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? La Ba La Ma mà so với La Ma đơn trị liệu hay La Ba đơn trị liệu thì cải thiện cái FEV1 tốt hơn, cải thiện triệu chứng khó thở tốt hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn, đợt cấp tốt hơn và khả năng gắng sức tốt hơn. So với lại cái ICS La Ba thì chúng ta thấy rằng là gì? Cũng cải thiện chức năng phổi, mức độ khó thở, chất lượng cuộc sống, đợt cấp được tốt hơn. Riêng cái khả năng gắng sức thì chưa có các nghiên cứu để so sánh. Qua đó cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái hiệu quả vượt trội khi chúng ta quan tâm đến cái giãn phế quản, tác dụng kép và tác dụng kéo dài trong điều trị COPD. Phần vai trò của ICS trong Goal 2021 thầy Châu đã đề cập, em xin phép không đi kỹ hơn. Vấn đề về phân tầng trong điều trị bệnh nhân COPD đóng vai trò rất quan trọng, và thông thường trên thực hành lâm sàng thì sau khi phân tầng, nếu như bệnh nhân nguy cơ thấp thì chúng ta có thể là khởi đầu ngay bằng cái LAMA đơn trị liệu trước, sau đó đánh giá. Và nếu chúng ta không đạt được cái hiệu quả kiểm soát, chúng ta sẽ nâng bậc lên LABA LAMA. Nếu bệnh nhân có nguy cơ cao thì lúc này chúng ta sẽ phân thành các kiểu hình lâm sàng. Và trong cái phác đồ tiếp cận điều trị thì các thầy cô lưu ý, nếu như kiểu hình chỉ duy nhất kiểu hình trong lớp hen và siêu đi thì chúng ta sẽ khởi đầu bằng LABA ICS. Còn lại các cái kiểu hình khác, kiểu hình khí phế thủng, kiểu hình viêm phế quản mạn tính hay là kiên kinh phát ít hoặc nhiều thì chúng ta thấy là gì ạ? Dạng phế quản kép La Ba La Ma là cái khởi đầu cái ưu tiên. Sau đó chúng ta sẽ nâng bậc, có thể kết hợp với theophylline, có thể kết hợp với ICS và các thành phần khác. Vấn đề điều trị sớm, bệnh nhân chẩn đoán và điều trị sớm COPD có khả thi hay không thì Gold cũng nhấn mạnh rằng là chúng ta cần phải quan tâm đến các triệu chứng để tránh bỏ sót, nhưng cũng không làm quá mức cái chẩn đoán. Thì cái bảng câu hỏi sàng lọc của Gold có 5 các dấu hiệu sau đây. Ví dụ như ho, ví dụ khạc đờm, ví dụ khó thở, tuổi trên 40, đang hút thuốc hoặc là đã từng hút thuốc hoặc tiếp xúc yếu tố nguy cơ. Và nếu như bệnh nhân chúng ta có từ 3 trên 5 triệu chứng này thì chúng ta cần phải làm đo cái hô hấp ký để thiết lập cái chẩn đoán xác định. Khi đã chẩn đoán xác định rồi thì chúng ta sẽ quyết định cái phác đồ điều trị sớm cho bệnh nhân, tránh để tình trạng là bệnh nhân COPD chúng ta khỏe mạnh bình thường, tuần nào cũng lên ba chơi, tuần nào cũng hoạt động bình thường, nhưng mà gì ạ? Vì tình trạng khó thở khiến họ phải gì ạ? Bất động, khiến họ phải ở nhà, thậm chí khiến họ phải ngồi tại ghế hoặc nằm tại giường, thì cái điều đó là hết sức là không tốt. Vậy thì điều trị sớm thì chúng ta khởi đầu phác đồ như thế nào? Thì cái nghiên cứu này đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2017. Thì nghiên cứu trên gần 900 bệnh nhân ở Gold giai đoạn 1 và 2, tức là rất sớm, thì so sánh với placebo thì kết quả cho chúng ta thấy là cải thiện tốt cái chức năng phổi với một cái LAMA, đó là tiotropium. Chúng ta thấy tại các cái thời điểm trước và sau dùng các cái thuốc giãn phế quản thì đều cho thấy rằng là cải thiện cái FEV1 rất là tốt. Thứ hai nữa là cũng đóng vai trò rất quan trọng, tức là ngăn chặn được cái tốc độ sụt giảm của FEV1 theo thời gian. Ở đây chúng ta thấy là nếu như cái nhóm placebo, tức là không điều trị gì với Gold 1, Gold 2, một năm giảm khoảng độ 51-54 ml, thì với cái nhóm dùng LAMA thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Giảm chỉ có 28-29 ml một năm. Điều đó cho chúng ta thấy là điều trị sớm nó sẽ làm giảm cái tốc độ sụt giảm của chức năng phổi FEV1 theo thời gian. Thứ hai nữa, vấn đề giảm tần suất xuất hiện đợt cấp thì cũng giảm có ý nghĩa thống kê. Chúng ta có thể dùng LABA LAMA ngay từ giai đoạn sớm được không? Thì cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? Với Gold 2, ở những người mà chưa từng dùng các thuốc giãn phế quản hoặc đã từng dùng các thuốc giãn phế quản trước đây, thì việc mà dùng LAMA LABA kết hợp đấy, nó sẽ cải thiện gấp 2 lần cái chức năng phổi FEV1 so với lại chỉ dùng cái LAMA đơn trị liệu. Và cái điều mà chúng tôi cũng biết là các đồng nghiệp hết sức là lưu ý, lo lắng, đó là gì ạ? Liệu rằng dùng như vậy nó có thể làm tăng cái tác dụng không mong muốn hay không? Thì kết quả của nghiên cứu này cho chúng ta thấy rằng là gì ạ? So với LAMA đơn trị liệu thì chúng ta thấy các cái AE, các SAE, các cái biến cố liên quan đến tim mạch, các cái tử vong đều không khác biệt giữa hai nhóm. Vậy thì ở Việt Nam thì chúng ta đã có những giải pháp điều trị gì và bảo hiểm y tế chi trả cái điều gì? Thì các thầy cô biết rằng là chúng ta có LABA, ở đây là indacaterone, có được bảo hiểm chi trả. Thứ hai nữa là với LAMA chúng ta có tiotropium đã được bảo hiểm chi trả, có trên thị trường. Glycopyrrolium thì tôi biết rằng là gì ạ? Novartis sẽ có cái sản phẩm này trong thời gian rất ngắn tiếp theo sau đây, và hiện tại thì bảo hiểm chưa chi trả. ICS LABA thì chúng ta có fluticasone salmeterol, có budesonide formoterol thì đã được bảo hiểm chi trả. LABA LAMA thì hiện tại thì chỉ duy nhất có indacaterone và glycopyrrolium là được bảo hiểm chi trả, còn lại các cái phối hợp UMAC-VI, tiotropium, molnupiravir thì chưa được bảo hiểm chi trả. Chúng ta cũng có Rofumilast trên thị trường nhưng chưa được bảo hiểm chi trả.
xin có mấy cái điểm kết luận sau đây. Thứ nhất là gánh nặng bệnh tật của CVD là rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các tuyến y tế cơ sở Việt Nam hiện nay chúng ta còn rất rất nhiều khó khăn. Vấn đề chẩn đoán sớm, vấn đề điều trị sớm, quản lý tại tuyến y tế cơ sở ở Việt Nam, và đặc biệt chúng ta khởi đầu với phác đồ giãn phế quản sớm LAMA hoặc LABARAMA sẽ mang lại các cái nhiều lợi ích, giảm đợt cấp, cải thiện chức năng phổi và ngăn ngừa sụt giảm FEV1 theo thời gian. Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và quý vị đã chú ý lắng nghe.